Yes. Yes. Được chưa? Mình rồi. Somebody pass the wood. Yeah. Give me some stone. Give me some stone. 6 à? Give me some stone. Thế đây. Nhưng chém hết đi, thằng Hương đánh cùng. Chiếu mắc xe nữa. Cứ chém hết đi đấy nha. Mình Hương đánh cùng à. Yes. Em có quay lại mà em phát lên YouTube. Áo trò này hướng nhanh nhau. Các bạn yêu đi anh em kết quả ra. Anh ăn nhá, hay là mày ăn? Okay.
Cứ dõi dòng đi, anh đang ghi 6 giờ kẹp xong đến rồi chứ. Anh không có dõi 6 giờ ạ? Cái bình hiệu đấy không ăn nào à? Cái bình hiệu đấy không ăn à? Anh tưởng thấy quả rồi không ạ? Quả ngay cạnh hiệu mà. Mày hiểu mày vừa phi gì nữa đúng không? Thank you.
Ông luôn, ông luôn. Đâu? Phải đó. Chấm 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 nha, chấm nha. Chưa để thế nào con phủ ấy. Ấy kia phu kia phu kia. Dân kia hỏi kia, hỏi kia. Dừng dần đó. Con gô không? Ai con gô nha? Biết gô nào? Ui, chèm mày đấy. Đâu ấy? Nha, thấy chưa? Đây là chỗ nào đây?
Thấy, thấy cung, anh thấy cung đây nè. Đấy, vào đi, anh thằng đàn thay. Anh Hưng báo tin, anh Hưng đâu? Một năm đâu nhỉ? Một năm đâu nhỉ? Join me. Quả lại nhà thằng 18 đi thằng ơi. 18 chỉ công an đấy. Vinh lại lừa cho cháu. Anh thấy nó đóng A ở dưới bản đồ ấy, đóng A chắc không muốn chuyển. Lại 16 không? Hoặc vào dụng nó tơ trước đi. Ui ơi, tham thì là 91 rồi. Anh Vinh có bị fit không đấy thì phải, anh Vinh bị fit thì phải nói nhá, không ôi em đang chém bay lắm rồi đấy, chạy nóng này chạy đi nó không à. Anh Hưng vợ cấm ạ. Chém là tham to vãi ra. Gì đấy? Để em cười cái nhá. Năm đâu lại lên quyết toán nào. Hỏi anh cứ lên thẳng mông một năm đi. 12 giờ. Ráng định vào quyết. Trời ơi, summer à, mình chơi cối à. Ai cầm summer thắng được đâu. Chưa? Không phải giống anh nãy đâu thắng được. Nhìn được đàn anh quanh nhà được không? Tám khổ nha, 18 khổ vãi. Không ăn được vàng thôi, mình chuyển gấp sang Nga rồi. Vì anh cứ mày với vàng. Không nhận đó thật. Đứng chát con chén không phải bật bẫy đâu. Ui, anh Vinh toàn dân thật à? Nhìn được hai khoanh ruộng rồi.
thì nhà em nó không đẩy được rồi thì anh Hưng đi to rồi để trả vào nữa. Glory. Vào đây mà mấy nhỉ, 31 đúng không? Vãi em, phí vãi anh là mất siêu phẩm của em đấy. Thảo nào tham bè thế mà vẫn cứ chảy cối. Thế thì nhìn tham Vinh thế chắc là cũng chảy cối đấy. Chảy cối thì ăn anh Vinh. Đây. Ừ, anh Tám lúc nãy vừa rồi mà anh Tám đi tắm à? Bốn trận rồi đúng không? Trời ơi.